tâm điện tử, anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương này có mặt tại thành phố Hà Nội thân yêu, nơi mà có những người rất là đam mê âm thanh, đã từng theo dõi kênh của anh Phương rất nhiều. Và ngày hôm nay thì anh Phương lên sóng giới thiệu một bộ dàn karaoke được sử dụng trong sân vườn gia đình. Tất cả đang nắm và đang nghe, chắc chắn rằng là ngất ngây và phê như con tê tê ngay trước cái bộ dàn này. Các bác quan sát thấy bộ dàn nó rất là gấu đúng không? Nhiều bác đặt câu hỏi rằng bộ dàn này nó như bộ dàn sự kiện đúng không các bác? Bởi vì thực ra bác cũng rất đông bạn bè anh em thường xuyên đến tụ tập ăn chơi giao lưu, và cái quan trọng nhất là bác có một cái gọi là cái mối quan hệ cũng như là cái tình cảm rất là thân thiết với bạn bè, rất là dễ gần và rất là vui tính. Và bộ dàn ngày hôm nay với một đôi xúc kép của B3, chắc các bác chỉ cần nhìn qua những cái màu màng chúng ta biết rằng đây là một đôi xúc kép mà cho cái tiếng bát cực kỳ mềm mại êm ái, nó rất là cuốn hút. Bên trên chúng ta sẽ có một đôi loa siêu lời, mà phải nói rằng là đôi loa mà được anh em đánh giá là dòng loa có lời ca cực kỳ trong trẻo, trong veo như tiếng chim triền triền hót, với lại thiết kế một bát 50, một chung 20, một chép kèn, loại hết số của dòng JBL đó là 938, một đôi loa đẹp gần như mới. Phía bên trên chúng ta quan sát thấy rằng có một đôi loa nữa, đó là đôi loa bãi bát 40. Dòng loa này sẽ cung cấp và hỗ trợ thêm cái độ dày dặn của lời ca. Nói chung là với đôi 938 kết hợp với một bộ dàn như thế này, em nghĩ rằng là quá đỉnh luôn. Và trong bộ dàn ngày hôm nay chúng ta quan sát thấy rằng có con đẩy CA20 được đánh súp với một con đẩy nguồn xung 1300W một kênh đánh cho hai cặp loa full, và bộ mic Beyer cũng như chiếc vang số S700 kết hợp với này một bộ đầu màn hàng bãi, một bộ dàn sân khấu em nghĩ rằng là hơn cả những bộ dàn đầu tư cũng như là chất lượng của nó quá đỉnh luôn. Bác sử dụng hệ thống máy chiếu rất chuyên nghiệp. Đấy, có thấy không? Đây là một trong những cái không gian phải nói rằng là tuyệt vời cho những cuộc hội họp. Bác nào mà thích chơi những dàn karaoke đẳng cấp như này thì alo cho em. Hiện tại thì em đang set up cũng như cân chỉnh đo đạc đồng pha giữa loa full và loa súp để chúng ta có được một dàn máy như ý. Và bây giờ mời các bác hãy cùng anh Phương test thử phần nhạc cũng như phần karaoke cho bộ dàn này. Và chắc chắn rằng sau khi mà nhiều bác nói rằng là sao sân vườn để chơi bộ nó máu lửa, thì xin thưa các bác là em đã nói rồi là bác rất đông anh em bạn bè. Cái thứ hai là gia đình chẳng có cái gì ngoài có điều kiện. Một điều nữa mà chắc các bác cũng sẽ đặt câu hỏi là không gian của bác này có rộng không, thì xin báo cáo các bác là không gian của bác thì không những rộng mà là quá rộng. Các bác có thể quan sát cái hình ảnh cái không gian của bác ở cái vị trí đặt loa cũng như vị trí ngồi hát thì nó khá là hợp lý, và cái không gian nó quá rộng luôn, rộng hơn cả một trường của các bạn. Cùng quan sát cho em nhé. Mọi chi tiết phối ghép dàn karaoke và setup tại nhà với kỹ thuật chuyên môn cao và mang tính chất chuyên nghiệp thì anh liên lạc với Phương số máy 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.